Xin kính chào các bạn, quý vị. Ở đây mình đang có Samsung Galaxy A7 2016 và Lenovo Vive X3. Hai chiếc điện thoại hành chính hãng rơi vào phân khúc 11 triệu đồng để cho các bạn có thể lựa chọn. Và hôm nay mình sẽ so sánh hiệu năng giữa hai con máy này để xem là Snapdragon 808 hay là Exynos 7580 sẽ giành chiến thắng. Hai sản phẩm có nhiều điểm tương đồng như là Galaxy A7 đánh nhanh hơn rõ rệt về tốc độ khởi động. Nó sẽ có màn hình Full HD và chúng ta sẽ có 3GB RAM đều chạy trên Android 5.1.1. Và để xem là sản phẩm nào sẽ được tối ưu hóa RAM và cũng như là khả năng hiệu năng của nó tốt hơn. Như vậy là cả hai máy đều đã khởi động lên rồi và chúng ta sẽ sẵn sàng thực hiện bài test. Hai sản phẩm này của mình đều không có game và ứng dụng chạy nên. Và hiện nay cái chiếc Vive X3 hiển thị là nó đang có trống là 2.2GB trên tổng số là 3GB RAM, một con số khá nhiều. Và bây giờ sẽ cùng nhau so sánh hiệu năng, bắt đầu với CPU Z trước. Vâng, cái ứng dụng này thì quá nhẹ rồi, chúng ta sẽ đi đến với nhạc của tôi. Hiện nay thì mình không có kết nối với mạng internet, chẳng qua là thử tốc độ mở xem như nào thôi. Kết nối internet vào lằng nhằng mất thời gian, nó thông báo rồi bút nó xua lên. Vâng, như vậy là cũng tương đồng với nhau ở những cái tựa game ứng dụng nhẹ nhàng này. Camera thì Samsung nhỉnh hơn một tẹo, không nhiều lắm. Và chúng ta sẽ bắt đầu đi đến với những tựa game. Như ở đây chúng ta sẽ có Advan Nitro. Pam 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 pam. Vâng, như vậy là ở tựa game này thì Galaxy A7 đã load nhanh hơn nhưng mà cũng không quá nhiều. Bắt đầu với một tựa game nặng như Advan 8 rồi, ta thử nghiệm như thế nào. I'm Poppy the Sailor Man, poop poop. I'm Poppy the Sailor Man, poop poop. I'm Poppy the Sailor, I'm Poppy the Sailor. Wow, như vậy là Galaxy A7 chưa chờ khi mà mình hát xong bài hát đã kịp load xong tựa game Advan 8 và nó nhanh hơn một cách rõ rệt ở tựa game này. Quá nhiều so với lại cái chiếc Lenovo và X3. Ta sẽ đi đến với những tựa game nhẹ nhàng xem như thế nào. Đây là Subway Surfer chạy trên đường ray. Và nếu các bạn nhỏ có chơi trò chơi này xin hãy đừng làm theo, vì thằng này kiểu gì nó cũng sẽ chết như nó được hồi sinh. Các bạn một khi mà đã chết vì chạy trên đường ray, các bạn sẽ không thể hồi sinh được rồi, trừ khi các bạn có thêm rất nhiều like lập fanpage, cho một like để hồi sinh cho em bé chạy trên đường ray sau đó bị đâm. Vì thế nên các bạn đừng chơi cái trò này, các bạn chơi thì cũng đừng làm thật. Như vậy ở trò chơi này thì hai máy lốt hoàn toàn bằng nhau. Ta sẽ đi đến với Zombie The Tsunami. Đây là một tựa game mà các bạn có đường học theo, vì các bạn sẽ biến thành những con zombie sau đó ăn thịt người. Và như vậy trò chơi này cũng bằng nhau. Và mình đang nói với tốc độ khá là nhanh để chúng ta tiết kiệm thời gian, để chúng ta thử xem là khi lốt game ứng dụng thì máy nào sẽ nhanh hơn. Và là để xem với tựa game nào của tựa này 2 thì liệu Lenovo X3 hay là Samsung Galaxy A7 2016 sẽ chiến thắng. Đây là một tựa game chiếm khá là nhiều RAM, một trò chơi khá là nặng, mỗi khi bấm vào thì nó khả năng chiếm RAM rất nhiều và khiến cho máy phải reload lại. Như vậy ở trò chơi này thì Samsung Galaxy A7 tiếp tục giành chiến thắng. Vâng, một cách rõ rệt luôn. Về thời gian load game quá tuyệt vời đến từ Samsung. Ta đi đến tiếp với tựa game Tempora 2. Tuy nhiên có vẻ như là ở phần CPU này thì Exynos 7580 đã chiến thắng. Nhưng mà mình khá đắn đo về cái việc đó là quản lý RAM thì liệu có ăn được không. Vì bản thân Samsung 3GB RAM bao giờ thì tương đương với khoảng 2GB RAM so với các hãng khác. Em nói nhẹ nhẹ thôi, cái sofa đừng ném em. Vì thực ra đấy là một tính năng của Samsung để ưu tiên các cái phần mềm bên trong của họ hoạt động mượt mà hơn so với các ứng dụng của bên thứ ba. Và 3GB RAM của Lenovo thì làm khá tốt so với sản phẩm tiền nhiệm của con này. Đây là lần đầu tiên mình làm speed test. Như vậy là với Tempora 2 thì cái chiếc Galaxy A7 cũng chỉ nhanh hơn một chút. Nó không có sự chênh lệch quá nhiều ở các tựa game nhẹ. Như vậy là mình có thể kết luận các bạn là về CPU, người chiến thắng là Galaxy A7 2016 với Advan 8 load rất nhanh. Và các tựa game còn lại thì nó cũng nhỉnh hơn một chút so với Vive 3, hoặc là những cái tựa game lại là sẽ tương đồng với nhau. Còn về phần quản lý RAM, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm xem là ai sẽ người có khả năng đa nhiệm các ứng dụng trong máy tốt hơn. Và ta đi đến với nhạc của tôi nào. Nhạc của tôi thì cũng giống nhau thôi, Advan Nitro. Máy nào phải reload lại? Cả hai máy đều đã phải reload lại thưa quý vị và các bạn. Và như vậy là có thể thấy rằng là Samsung Galaxy A7 hay là Lenovo Vive X3 đều có đa nhiệm cũng na nhá nhau một thôi. Advan 8. Vâng, như vậy là cả hai máy đều đã reload lại. Và Subway Surfer, Subway Surfer thì ok. Zombie tờ sụ cái gì này, Lenovo cũng đa nhiệm như Samsung à? À không, đến lúc này thì Lenovo đã giành chiến thắng. Cuối cùng thì hai cái trò Tempora 2 và cái chiếc Fruit Ninja thì Lenovo Vive X3 không phải reload lại, Samsung đã phải reload lại tựa game là Tempora 2. Như vậy mình có thể khẳng định lần này Samsung đã không bị thua thiệt quá nhiều về khả năng quản lý RAM. Các tựa game ứng dụng phần lớn là nó có thể đa nhiệm tốt giống như Lenovo Vive X3. Nó chỉ phải reload lại một tựa game duy nhất, đó là Tempora 2. Và cái trò Advan 8 và Advan Nitro là tương đồng với con này. Và cuối cùng là điểm GPU đồ họa 3D thì hiện nay chưa có một phần mềm nào xứng đáng để mình sử dụng. Các bạn có thể comment cho mình những cái phần mềm nào nên test. Còn hiện tại AnTuTu cho điểm rất là lung tung phiên bản mới nhất, cực kỳ ngu si. Và nếu các bạn muốn chọn GPU 3D để chơi game thì nên chọn cái vi xử lý Qualcomm Snapdragon 808 GPU Adreno tương thích game và khả năng chơi tốt hơn so với Mali T720, là một cái GPU thấp đời hơn so với hiện nay với GPU Mali mạnh nhất mà đang có mặt trên S6 hay là cái chiếc Note 5. Và kết luận cuối cùng, mỗi sản phẩm đều có một điểm mạnh về CPU trên A7 và GPU trên cái chiếc Lenovo Vive X3. Tuy nhiên
nếu mà xét về đa nhiệm thì hai máy mình chấm là đồng đều với nhau. Cái trò Tim Brown duy nhất thì là cái phần chiến thắng rất nhẹ của cái chiếc Lenovo X3. Còn rất chúc mừng Samsung là cuối cùng sản phẩm của họ đã có khả năng quản lý RAM đa nhiệm tốt hơn tương đối với các hãng khác, như cụ thể hơn là có Lenovo X3. Và hẹn gặp lại bạn trong một bài so sánh chi tiết hai chiếc điện thoại này.